Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nhịp Sống Cơ Bắp TV của mình. Hôm nay anh em mình đi thả bầy chuột các bạn ạ. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho anh em chị cho chào bọn mình nhé. Bạn ơi, đây vết của chuột nó cắn nữa, cắn mía đây các bạn này. Đấy, các bạn có nhìn thấy rõ không? Hôm nay là ngày thứ hai anh em mình đi thu bầy nhé các bạn. Không biết tình hình như thế nào đây. Anh em cùng đón chờ kết quả nhé. Đây các bạn ơi, một em đây rồi nhá. Hôm nay có chất tanh rồi mọi người ạ. À, đây các bạn ơi, một con nữa nhá. Mẹ có chất tanh rồi các bạn. Ok rồi nhá. Các bạn cùng theo chân mình tiếp nhá. Điểm có thấp phát quá lốt luôn. Ok ok. Để to. Thế giới kia. Đây, chờ kết quả. Trật mất rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, con này mới to này. Đấy. Lần đầu tiên được con như thế này. Em một em ok láng này bạn khi đó nghe láng khi mới đắt lờ đắt lờ khi khi bạn ok nhé các bạn.
tiếp tục hành trình. Đây là thành quả của anh em mình ngày hôm qua đi đặt bẫy nữa các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ sơ chế nó nhé các bạn. Cho sa tế vào nhiều nhiều một tí này. Thank you.
ngon.